Nga dọa bắn hạ tiêm kích F-16 NATO cấp cho Ukraine. Quan chức Nga cảnh báo nỗ lực của các nước nhằm cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Moscow. Konstantin Gavailov, trưởng phái đoàn Nga tại đàm phán Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, ngày 3 tháng 6 tuyên bố, việc các nước không thân thiện nỗ lực cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Nga. Vì vậy trong trường hợp những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ chúng. Ông Gavailov nhắc lại rằng các nước không thân thiện đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Tuy nhiên, họ, chẳng hạn Hà Lan và Đan Mạch, khẳng định họ sẽ cho phép sử dụng F-16 ở bất cứ nơi nào có thể trên lãnh thổ Nga, ông Gavailov nói trong bình luận với kênh truyền hình Ivestia Thư viện. F-16 không chỉ là một máy bay chiến đấu, nó còn là một phương tiện mang vũ khí hạt nhân những nỗ lực của họ nhằm sử dụng máy bay chiến đấu này, như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói, trên lãnh thổ Ukraine sẽ là một vấn đề liên quan tới an toàn hạt nhân, ông Gavailov nói thêm. Chúng ta không biết máy bay mang theo thứ gì, một quả bom thông thường nặng một tấn hoặc một tấn rưỡi hay một đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Lực lượng vũ trang Nga sẽ bắn hạ chúng, quan chức Nga cảnh báo. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói khá rõ ràng về vấn đề này trong chuyến thăm Uzbekistan. Tổng thống đã cảnh báo những người không phải đối tác phương Tây, những người dường như đã mất bình tĩnh, rằng đất nước của họ rất đông dân và họ nên suy nghĩ về hậu quả của việc sử dụng các phương tiện hủy diệt tầm xa trên lãnh thổ Nga. Mọi thứ đều có giới hạn, ông Gavailov giải thích. Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olongren tuyên bố nước này có ý định chuyển 24 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Bà Olongren tuyên bố rằng Hà Lan áp dụng nguyên tắc tương tự đối với mọi vũ khí họ cung cấp cho Kiev. Một khi vũ khí đã về tay Ukraine, chúng được tự do sử dụng theo ý của Kiev. Một loạt nước phương Tây đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu để cung cấp cho Kiev các tiêm kích F-16 cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ. Evening Standard ngày 10 tháng 5 dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong vòng vài tuần. Ngày 2 tháng 6, trang Defense Point của Hy Lạp xác nhận chuyên gia hướng dẫn nước ngoài đầu tiên về cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine là sĩ quan bay của không quân Hy Lạp. Hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nói rằng Moscow sẽ coi F-16 mà Ukraine sắp tiếp nhận là mối đe dọa hạt nhân và việc phương Tây chuyển giao chúng là hành động khiêu khích. F-16 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F16 có khả năng mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất cùng nhiều loại bom, trong đó có bom hạt nhân.